Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoBoost. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 10 vạn km các bạn nhé. Một chiếc xe màu bạc rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Fiesta 2015 phiên bản 1.0 EcoBoost này các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Fiesta 2015 này các bạn nhé. Đấy, nhìn về phần bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài đây các bạn xem ạ. Rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đây là về cái phần ba sốc sau các bạn nhé. Đấy, toàn bộ là xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy. Và cụm đèn hậu này còn nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn hậu này, đều rất là mới này. Đấy, xe cũng đã có camera lùi, cảm biến lùi rồi các bạn ạ. Và về ba đời sốc sau này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn này. Đấy, đều rất đẹp, la răng đúc này. Dàn lốp thì còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Và kể cả cái phần sơn bên phụ này các bạn xem đây ạ. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, và đều rất đẹp như này đây các bạn nhé. Về cái phần sườn bên phụ này. Đấy, phần ba đời sốc trước các bạn xem đây ạ. Phần ba đời sốc trước cũng đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, từ cụm đèn pha đều rất là mới và sáng luôn như này đây ạ. Cụm đèn pha này rất mới, rất sáng luôn. Bên dưới thì có đèn gầm rồi này. Xe cũng đã được trang bị đèn gầm rồi này. Đèn gầm đủ hết luôn các bạn nhé. Một chiếc xe ở cái phân khúc hạng nhỏ như chiếc xe này đây cũng đã được trang bị tương đối là nhiều option rồi bạn ạ. Đấy, la răng đúc đầy đủ luôn các bạn nhé. Bên ngoài thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Fiesta 2015 1.0 EcoBoost này quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp rồi, toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng cần số đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét, lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Chiếc xe này thì toàn làm trong hãng thôi. Đấy, bảo hành, bảo dưỡng, chăm sóc xe toàn trong hãng này. Lịch nhắc này các bạn này. Đấy, và xe được trang bị nội thất da đầy đủ rất đẹp rồi các bạn nhé. Đấy, nội thất da này toàn bộ từ bậc cửa đều rất đẹp luôn. Đấy, phần nỉ trần cũng đều rất là mới luôn các bạn này. Phần nỉ trần cũng đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ là keo chỉ là nguyên zin này. Đấy, táp bi cánh cửa đây các bạn xem này. Đấy, táp bi cánh cửa rất đẹp. Nội thất da phía sau. Đấy, nội thất hàng ghế ngồi phía sau này cũng đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất ghế da phía sau này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Cho nên là toàn bộ từ những cái hèm cửa này cũng còn đều rất đẹp luôn bạn này. Đấy, rất đẹp luôn bạn nhé. Nguyên zin luôn. Kể cả bản lề cánh cửa này, nguyên zin. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về phần này, táp bi này. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng nhé. Táp lô, táp bi này. Đây là phần táp bi cánh cửa thì rất là mới rồi này. Táp lô rất đẹp này. Phần nỉ trần cũng còn rất là mới đây các bạn xem này. Đấy, mới và đều các bạn nhé. Đấy, trong nội thất ở bên trong này. Với những chiếc xe nhỏ nhỏ này thì
gần như là không có xe chạy dịch vụ, chỉ xe gia đình chạy thôi, cho nên là đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đi mua những chiếc xe ở phân khúc này là yên tâm, không có xe dịch vụ rồi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau này, từ ốc cốp sau này. Đấy, nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cốp sau, nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin và đều rất đẹp. Đấy, nguyên zin hết luôn bạn ạ. Trần rất đẹp luôn này. Mới đều luôn quý vị các bạn nhé. Đây, và phần cốp sau cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, những phần nỉ đều rất đẹp này. Đấy, nỉ đều rất đẹp. Lớp sơ cua, lớp sơ cua thì hạ rồi các bạn nhé. Hạ rồi nhưng còn rất dày này. 2015, tính ra là 9 năm sử dụng rồi. Lốp sơ cua cũng còn nguyên và rất dày này. Đấy, lốp sơ cua mới sơ lướt thôi, hạ thôi, gọi là chưa dùng mấy đâu. Đấy, đều rất đẹp luôn. Đằng sau này rất mới này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả, cho nên là cái khoang sau này, đấy quý bạn xem này, đều nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này. Toàn bộ từ táp bi đến cái nội thất đằng sau này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, ghế này đều rất đẹp luôn. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin hết luôn bạn nhé. Táp bi rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng cần số này đều mới này, ghế da này. Đấy, từ những cái bậc cửa này cũng đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Mới đều luôn các bạn ạ. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta 2015 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ EcoBoost với dung tích 1.0 lít các bạn nhé. Dung tích thì nhỏ nhưng làm việc thì rất là khỏe các bạn nhé. Động cơ EcoBoost nó đặc trưng của nó là như vậy. Dung tích nhỏ làm việc tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà làm việc cũng rất là hiệu quả, động cơ khỏe luôn các bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên zin đây. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Đấy, còn nguyên bụi bẩn này, chưa dọn dẹp. Đấy, còn nguyên zin hết luôn nhé. Chúng tôi để cho nó nguyên bản mộc mạc luôn bạn ạ. Đấy, cam kết với quý vị các bạn ở cái động cơ này là nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, cũng không có bị ngập nước gì cả các bạn nhé. Nguyên bản từ ốc cabo này, keo chỉ cabo là cũng còn nguyên zin này. Đấy, nguyên zin hết luôn bạn nhé. Keo chỉ cabo nguyên zin này, ốc cabo nguyên zin này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có dọn dẹp thì nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng là cơ bản là nó còn nguyên zin này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Keo chỉ là nguyên zin này. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Fiesta 2015 phiên bản 1.0 EcoBoost này các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng. Thưa quý vị các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 2015 phiên bản 1.0 EcoBoost này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Fiesta 2015 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã.
Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.